Thế thì tiếp tục là cái tình trạng phản vệ thì thường là chúng ta rất dễ bỏ sót, đặc biệt là cái thời điểm mà nó xảy ra trong vòng 5-10 phút sau, hoặc là xảy ra trong giờ khoảng 2-3 giờ sau đột ngột sau. Thế thì thông thường chúng ta thấy là một số bệnh nhân sau khi chúng ta đi can thiệp mạch về rồi, chúng ta chụp mạch vành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì mới xảy ra. Nhưng đối với các phản vệ nhìn chung thì nó thường nó xảy ra trong vòng 30-60 phút là cái tỷ lệ mà gặp phản vệ nhiều nhất. À, xin lỗi, từ 5-60 phút, tức là gì? Chúng ta tiêm thuốc sau khoảng 5-60 phút sau thôi là bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mẩn ngứa, mày đay, khó thở, tụt huyết áp, thậm chí huyết áp tăng. Và lúc đấy thì chúng ta thấy là bệnh nhân tình trạng bệnh nhân bị thay đổi huyết áp. Nếu mà như thế thì chúng ta cần phải phát hiện là theo dõi bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc, sau khi bệnh nhân uống thuốc, chúng ta thấy trong vòng 1 giờ đồng hồ là hay gặp nhất. Chúng ta thấy có gì bất thường thì chúng ta phải đi làm ngay. Thường là trước đây chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa các triệu chứng của phản vệ như mày đay, mẩn ngứa, rồi chúng ta hay bỏ sót các thở dít rồi làm kia các thứ. Đấy là những cái về mặt thông tư là người ta có đã có rồi. Thế thì trong này thì trong thông tư 51 người ta đã nói rõ tất cả triệu chứng. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các anh chị một số trường hợp lâm sàng để các anh chị biết là đứng trước một bệnh nhân phản vệ như thế thì chúng ta làm gì, chúng ta cần phải xử lý như nào. Đây là một trường hợp mà các bạn đã xử lý rất là tốt ngay từ đầu. Nếu các bạn thấy là gì, phản vệ là một cái bệnh thường gặp và do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chúng ta từ tiếp xúc ăn uống, từ việc tiêm truyền và thậm chí là chúng ta hít phải các cái khí, cũng như tương tự như là gì, chúng ta tiếp xúc bằng qua đường da niêm mạc, tức là da niêm mạc, hô hấp, đường mạch máu, đường tiêu hóa, tất cả đều có thể bị. Đây là một trường hợp cháu bé 22 ngày tuổi, cháu bé này được mẹ đó dùng cái giấy ướt lau mặt, sau khi lau khoảng 15 phút thì bắt đầu xuất hiện là mặt nó đỏ ửng lên, và lúc đấy thì chưa có thở dít, chưa có thở theo gì cả, nhưng mặt đỏ ửng lên thì mặt họ lấy các chị nhìn đó, ở đấy mình người nhìn có rõ không ạ? Thì con thấy là những đây là biểu hiện của phù khuynh, mắt nó mọng, phù mọng lên. Thế thì đối với những trường hợp như này thì các anh chị mà không gặp ban đầu, không dám xử trí thì thường là sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên sau khi năm đây là trường hợp này xảy ra năm 2015-16 thì lúc đấy trước có thông tư 51, nhưng mà lúc đấy là tại vì các anh chị ở các bệnh viện họ áp dụng cái gọi là cái phác đồ của giáo sư Nguyễn Gia Bình, là cái phác đồ là cấp cứu ban đầu về cấp phản vệ. Thì các anh chị thấy là đây là một trường hợp bệnh biểu hiện đường thở, đây là một trong cái mà các anh chị hay gặp nhất và bệnh nhân sẽ nặng nề nhất, là bệnh nhân nặng nó phù nề vùng tạo thành ngôi, là bệnh nhân nặng thở và bệnh nhân sẽ khó thở lên, bệnh nhân suy hấp. Anh chị nhìn thấy rõ là các mình. Thế thì vào bệnh nhân vào trong tình trạng là nhịp tim nhanh, SV2 tụt, hiện chưa có tiếng rít, chưa có gì cả. Nhưng mà các anh chị nên huyết áp thì đương nhiên là tình huống này thì chúng ta sẽ không đo được huyết áp. Bệnh nhân này được tiếp xúc, thế thì được chẩn đoán ngay từ đầu là chẩn đoán là phản vệ với cái là mức độ nặng. Thì bệnh nhân này phản vệ mức độ nặng thì các anh chị cho, các bạn cho adrenaline. Đối với trẻ bé như này người ta chỉ cho khoảng 1/5 ống adrenaline, khoảng 1/6 ống adrenaline là được. Thì người ta tiêm cho adrenaline. Chỉ cần tiếp xúc sau 5 phút, theo các anh chị nhìn đấy ạ, 5 phút sau thì niêm mạc da hồng hào, trẻ ngủ ngoan, tất cả triệu chứng các thứ cải thiện. Sau khoảng 17 phút sau thì triệu chứng hết hẳn. Thế nên nếu mà chúng ta xử lý đúng, chúng ta chỉ xử lý sớm thì tình trạng bệnh nhân cải thiện nhanh. Nếu chúng ta bỏ qua thì tình trạng bệnh nhân sẽ càng ngày càng nặng dần lên. Đấy là cái mà các bạn cần chú ý. Đây là một trường hợp lâm sàng về gọi là đường tiếp xúc, về tiếp xúc tôi sẽ nói tiếp với anh chị một số trường hợp khác.
Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 44 tuổi. Bệnh nhân này vào viện thì trong tình trạng là bệnh nhân có đau họng và có dùng rất nhiều loại kháng sinh. Nếu mà thông thường các bạn nghĩ là vào các bạn thấy là bệnh nhân đau họng sốt một số, nếu mà chúng ta không nghĩ ban đầu thì chúng ta không nghĩ đây là nhiễm khuẩn và chúng ta nghĩ đây là phản vệ thì nó dễ, nhưng nhiều lần chúng ta bỏ qua những chi tiết. Thế sau khi bệnh nhân uống thuốc 5 phút sau thì bệnh nhân có mày đay, mày ngứa và có khó thở tăng dần. Tức là bệnh nhân có biểu hiện giãn về niêm mạc, đúng không? Bệnh nhân này có biểu hiện về khó thở, đây là hai cơ quan mà khi tôi sẽ nói về cái vấn đề là tổng kết lại tất cả các triệu chứng. Thế bệnh nhân vào viện bắt đầu siêu hấp và bệnh nhân khó thở rất nhiều và triệu chứng là tiếng rít thì nghe không rõ, bệnh nhân chưa có tiếng rít, không có tiếng rít. Thế sau khi mà lấy vào thì bệnh nhân vẫn còn mắt được mạch nhưng chưa có biểu hiện có lại, bệnh nhân chưa có biểu hiện ngừng tuần hoàn. Thì ngay từ đầu thì các bạn đây đối với trường hợp như này thì các bạn đã được chẩn, đây là các anh em sau khi mà được tập huấn thì các bạn được chẩn đoán là đây là phản vệ với thuốc cản quang. À, xin lỗi, bệnh nhân phản vệ nguy kịch thì ngay từ đầu thì người ta đã cho adrenaline nửa ống tiêm bắp. Tiêm bắp đối với các trường hợp thì chúng ta tiêm bắp nửa ống hay một ống thì thông thường là tất cả bệnh nhân chúng ta khuyến cáo là phải tiêm nửa ống. Nhưng đối với các tình huống nặng thì các anh chị tiêm một ống adrenaline cũng không vấn đề gì cả. Thì chị chú ý như thế, nhưng mà theo thông tư 51 là chỉ ngay khi khởi đầu tiêm nửa ống adrenaline và cho thở oxy đặt đường truyền, sau 5 phút thì huyết áp không đo được, chúng ta tiếp tục lặp lại adrenaline và sau 10 phút thì huyết áp đo được adrenaline rồi thì chúng ta tiếp tục lại cho adrenaline và sau đấy duy trì điều chỉnh tốc độ. Thì câu hỏi hay xảy ra là đối với các bác sĩ là gì, là đối với các tất cả tình huống là mọi người hỏi là bệnh nhân này có phản vệ không phản vệ. Chúng ta tiêm adrenaline nếu chúng ta không có đường truyền thì chúng ta không có bơm tinh điện thì chúng ta truyền như thế nào? Đối với trường hợp này thì chúng ta tiêm, nếu mà tiêm nhắc lại 3-4 lần mà bệnh nhân tốt rồi thì chúng ta có cần phải duy trì tiếp hay không, đúng không? Đấy là những câu hỏi chúng ta hay gặp. Tiếp đây là một trường hợp khác. Ở trường hợp này thì bệnh nhân nằm ở khoa chúng tôi, cái này cũng tương tự như thế. Thì khi mà chúng ta chưa có thông tư, tuy nhiên là đây bệnh viện Bạch Mai là trong một trong đơn vị đầu tiên để được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là xây dựng thông tư 51, tức là xây dựng lên này. Sau khi bệnh viện Bạch Mai xây dựng rồi thì bệnh viện thì quá trình xây dựng và tập huấn thì đã tập huấn cho tất cả bệnh viện đây là trong khu vực phía Bắc và một số các đơn vị Việt Nam sau khi mà gọi là qua các buổi hội thảo. Thì bệnh nhân nữ 60 tuổi, bệnh nhân này sau khi bệnh nhân này được tiêm corticoid để thay tương và trước khi tiêm thì bệnh nhân có được gọi là được sử dụng bệnh nhân này có được sử dụng corticoid để dự phòng dị ứng. Thế thì đây cũng là một cái mà các anh chị một số nơi các anh chị hay thắc mắc là gì, là chúng ta cho corticoid có giảm giảm tỷ lệ chúng ta cho corticoid trước hay là cho sau. Thì đây là bệnh nhân này được tiêm corticoid trước nhưng sau khi bệnh nhân đang thay tương thì bắt đầu mẩn ngứa thở rít và lúc đấy chúng tôi đã 140 giảm lên 190. Các anh chị thấy nếu anh chị không có kinh nghiệm thì làm như thế lúc đầu thì chúng ta nghĩ đây là bệnh nhân cơn tăng huyết áp và gây khó thở thì thường các anh chị sẽ cho lợn tiểu, cho thuốc giãn phế quản. Nhưng mà đây là vì bệnh nhân đã thay thương thì chúng tôi biết tiền nên bệnh nhân có nguy cơ dị ứng, sau đấy thì bệnh nhân có biểu hiện rét run, sau 10 phút sau có biểu hiện rét run và huyết áp tụt và phải được duy trì adrenaline. Thì đây mình tổng liều adrenaline để duy trì huyết áp này khoảng 5 giờ đồng hồ sau thì bệnh nhân hết triệu chứng. Cái này chúng ta chỉ cần xử lý ổn thì khoảng 5-6 tiếng đồng hồ sau triệu chứng bệnh nhân ổn. Đây chúng ta chỉ cho adrenaline sớm và sau đấy chúng ta duy trì adrenaline thì đấy là một trong cái triệu chứng. Xin lỗi cái này. Còn đối với những trường hợp tiếp theo là chúng ta cần phải phân biệt phản vệ với sốc tim như thế nào. Thì đây là một bệnh nhân nữ 36 tuổi, cô này thì vào nhổ răng tại các phòng khám răng. Sau khi tiêm thì bệnh nhân bắt đầu tiêm thuốc GT lidocaine, bắt đầu bệnh nhân lơ mơ, tụt huyết áp, khó thở. Thông thường thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải phân biệt cái này với lại cái gọi là sốc do ngộ độc lidocaine, đúng không ạ? Thì sau 6 lần tiêm adrenaline không được thì bệnh nhân đến được chuyển vào bệnh viện địa phương. Tại bệnh viện địa phương thì bệnh nhân đã có tụt huyết áp, sau đó thì nhịp tim nhanh và ngừng tim cấp cứu một thời gian khoảng 2 phút thì có tim đập trở lại. Bệnh nhân duy trì liên tục adrenaline và tại đây thì sau khi đấy thì bệnh nhân các bác sĩ ở đấy người ta kêu gọi ở bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ và chúng tôi lên thì đánh giá thì thấy là tình trạng bệnh nhân oxy rất tồi, mà còn có nội quản nhiều. Trong trường hợp như này thì tim bệnh nhân bị đờ đi,
và nó giống như khi mà chúng tôi siêu âm tim thì giống như các bệnh tim của trong stress tim do bệnh gọi là bệnh Takotsubo, thì anh chị thấy là tim nó đờ đấy và huyết áp không lên được, phải duy trì adrenaline nhiều rất cao, nên là hồng có những quản nhiều và trong đấy thì tiếp tục được một mặt thì thoát đi ra ngoài nên phải được chuyển dịch vào. Một mặt thứ hai như là bệnh nhân sau khi mà được đấy thì hội chẩn và chuyển về bệnh viện Bạch Mai. Thế hội chẩn Bạch Mai tại bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi đánh giá là thấy bệnh nhân có xuất hiện tràn khí màng phổi ở huyết áp thấp, lắc cát cao, lắc cát bệnh nhân lên đến 8.2, siêu âm tim thì ép có 12%. Tuy nhiên tại những thực điểm như thế thì chúng ta chưa có kinh nghiệm cho bệnh nhân phản vệ nên là chúng tôi chưa đặt ECMO ngay. Nhưng sau này thì chúng tôi có kinh nghiệm thì những trong tình huống suy tuần hoàn nặng này chúng ta cần có chỉ định làm ECMO nhân tạo. Thế thì sáng hôm sau thì lúc vào gần sáng thì bệnh nhân lúc khoảng 6 giờ sáng đang vừa mới chúng tôi vừa khám bệnh nhân xong thì 5 phút sau quay lại thì thấy bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Chúng tôi vừa ép tim vừa làm ECMO thì sau đến mấy ngày sau đây là hình ảnh làm ECMO. Thế đây là bệnh nhân nối cái tuần hoàn cơ thể ngoài cơ thể vào đây. Và sau đấy thì bệnh nhân tim gần như là không đập hoàn toàn trong vòng 5-6 ngày. Thì khoảng đến ngày thứ tư sau là tim bắt đầu ép có cải thiện, đến ngày thứ năm sau là rút được ống nội khoảng. Và đến ngày khoảng ngày thứ 8 thì bệnh nhân ra viện được. Tức là đối với những trường phản vệ này thì tim nó đờ lên và nó hồi phục rất nhanh. Đây là một tình huống thứ hai cũng tương tự như đấy. Chúng ta không phải đây là không phải thuốc tê, mà đây là một cái trường tình huống là bệnh nhân bị các cái ngộ độc xin lỗi, bệnh nhân được gây mê để sắc tuyến giáp, bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp. Thế sau khi mà bệnh nhân gây mê thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tụt huyết áp ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được cấp cứu liên tục, tức là 7 lần tất cả và tổng thời gian cấp cứu là khoảng 150 phút. Được hội chẩn là bệnh viện Bạch Mai, sau khi người ta chuyển đến bệnh viện Bạch Mai thì lên trong tình trạng là đồng tử bất co, phù toàn thân, thở ngáp, FPO2 là có 75%. Và lượng nhịp tim này rất nhanh, các đặc điểm của tất cả các bệnh nhân phản vệ vào khoa học kỹ thuật là luôn có cái nhịp tim rất nhanh. Và lúc đấy thì chúng tôi thấy là lắc tác cao và sốc suy tuần hoàn nặng. PT lúc đấy là rối loạn đông máu nặng, đó là có 6% chảy máu khắp nơi. Thì lúc đấy thì được chuyển dịch rồi sau đấy là phải duy trì tim phổi nhân tạo, là kỹ thuật tim phổi nhân tạo. Và sau khoảng mấy phút sau thì bệnh nhân được có được bệnh nhân được cấp cứu để sau đến ngày hôm sau thì bệnh nhân được kết ECMO là ngày mùng sau một tuần sau bệnh nhân kết ECMO. Và để được 3 ngày thì tim được cải thiện là một tuần sau thì kết ECMO và chúng tôi được bệnh nhân sau hồi phục hoàn toàn. Thế thì đây là một tình huống là đây phản vệ rất nặng. Như các bạn biết ấy, thì sốc thì chúng ta bao giờ các bạn phải biết là thế cần sốc thì huyết áp trung bình ấy, thì phụ thuộc vào cung lượng tim đúng không? Cái thứ hai nữa là phụ thuộc vào sức cản của hệ thống. Cung lượng tim thì chúng ta phụ thuộc vào sức cản sức co bóp cơ tim để thể tích nhất bóp và tần số tim. Nên là khi mà căn cứ như thế thì chúng ta có thể đánh giá. Thank you.
tiếng đồng hồ để cho cả hai bài thì không thể làm được. Đấy. Thì các theo bên bộ môn tim mạch chắc là cũng muốn, nhưng mà theo tôi thì vấn đề là phản vệ nó thường gặp hơn, nó ảnh hưởng ngay lập tức hơn, và chúng ta nên có cái thái độ. Và thứ hai, đối với các bác trung sinh thì cũng nên có một cái thái độ khác về vấn đề phản vệ. Và từ trước nay thì các anh chị nghĩ là phản vệ là chẩn đoán và điều trị phản vệ là của bác sĩ, đúng không ạ? Nhưng thông tư 51 đây thì đã thay đổi mấy điểm. Đầu tiên là khái niệm là mở đường sắp đi. Cái thứ hai là thay đổi các cái chẩn đoán, chưa cần chẩn đoán. Cái thứ ba là thay đổi cái cách sử dụng adrenaline. Trước đây thì bắt buộc bác sĩ phải ra y lệnh, nhưng trong cấp cứu ban đầu thì chỉ cần điều dưỡng là có thể có kỹ thuật viên thì cũng sinh người ta gặp người ta tiêm adrenaline là được. Và thậm chí là không phải là bác sĩ cũng có thể tiêm adrenaline. Thế thì phản vệ là một phản ứng dị ứng, và phản ứng này nó kết hợp giữa kháng nguyên với kháng thể. Thì chúng ta biết là khi sau khi mà hậu quả của việc dị ứng đấy thì nó dẫn đến một cái tình trạng là nó giải phóng bùa các kháng vitamin và các cái hóa chất trung gian khác. Thế chúng ta biết là dimerol ấy nó chỉ là một cái chất kháng vitamin thôi, và các cái kháng vitamin ở các cái hóa chất trung gian khác nó không có. Cho nên là nếu chúng ta chỉ cho dimerol để chữa phản vệ là chỉ nên dành cho những trường hợp dị ứng nhẹ thôi. Thế còn trường hợp dị ứng nặng thì chúng ta thì không thể làm được. Thì thường là phản vệ nó gặp, nếu mà tính ra là nó rất thường gặp, nếu khoảng 2% dân số gặp ít nhất một lần trong đời. Thế này các anh chị hình dung là nó rất thường gặp chứ nó không phải hiếm gặp như nước trước đây chúng ta nghĩ. Và đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở các nước tiên tiến như Mỹ thì chỉ khoảng 1% thôi, nhưng mà đối với những một số nơi thì nếu chúng ta cấp cứu không tốt thì tỷ lệ phản vệ nó tương đối nhiều. Những nhiều năm trước thì chúng ta biết là gần đây thì chúng ta không suy cho phản vệ nữa. À, chúng ta thấy là chúng ta phải chỉ nguyên nhân rõ ràng cho bệnh nhân khác. Tức là gì? Chúng ta biết như thế có nghĩa là gì? Trước đây chúng ta cứ nghĩ là phản vệ phải chết. Nhưng bây giờ chúng ta thay đổi như thế có nghĩa là đồng nghĩa là gì? Phản vệ chết chắc đã chết, đúng không? Phản vệ trên thông tư 51 thì là không yêu cầu anh chị thử test kháng sinh nữa. Và tí nữa tôi sẽ chiếu đầy đủ lại thông tư 51. Tuy nhiên là tại sao là phản vệ lại gia tăng? Vì chúng ta gia tăng các cái hóa chất, chúng ta gia tăng các thuốc men và chúng ta gia tăng các cái mỹ phẩm. Tất tần tật chúng ta đều có lại gọi là tăng các nguy cơ của phản vệ các gia tăng. Thế anh chị nhìn lên trên hình ảnh là chúng ta thấy tỷ lệ. Thế các nguyên nhân của phản vệ thì chúng ta thấy có bất kỳ nguyên nhân gì cũng là đều có thể là dị nguyên cả. Từ máu rồi kháng sinh rồi các thuốc cản quang rất là các thứ. Nhưng đối với các bác sĩ tim mạch thì hay gặp nhất là các thuốc cản quang, anh chị hay gặp nhất là thuốc kháng sinh, đúng không? Tất cả loại kháng sinh. Còn đối với một số người thì ăn tôm cua nhộng tầm thì đều có thể bị. Và có những trường hợp chúng ta đang gặp này, ăn cái cây dọc mùng, có một trường hợp ở Thái Nguyên thì anh ấy ăn cái dọc mùng và sau khi ăn dọc mùng ấy thì có tình trạng là gì, bệnh nhân bị khó thở và bị vào cái phòng khám gần nhà thì sau khi vào đến nơi thì bệnh nhân ngạt thở cấp và phù nề đường thở, và bệnh nhân ngừng phim cấp cứu thì ép phim cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó chuyển về Bệnh viện Mai thì tình trạng bệnh nhân không cải thiện, thế là bệnh nhân hôn mê, rơi vào trạng thái hôn mê. Thế đấy là những bất kỳ cái gì cũng có thể gây ra phản vệ. Các chị nhìn như thế cho nó đơn này. Thế thì thường là cái nghiên cứu năm 2016 ở Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện khu vực phía Bắc thì chúng tôi thấy là cái nguyên nhân hay gặp nhất ở khoa chúng tôi là chế phẩm máu. Thì chúng tôi thường là phải thay tương cho bệnh nhân, chúng tôi cho bệnh nhân thay tương cho bệnh nhân nhiệt cơ, bệnh nhân viêm gan B, cả các bệnh nhân về viêm tụy cấp thì thấy là tỷ lệ cho chế phẩm máu là nhiều nhất. Tiếp đến là kháng sinh và các thuốc khác như côn trùng rồi tất cả thức ăn cũng đều có thể bị. Thì triệu chứng lâm sàng của phản vệ thì chúng ta biết là triệu chứng lâm sàng của phản vệ đây là một phản ứng toàn thân, nó biểu hiện đa dạng, rất nhiều các cơ quan đều có thể bị. Chúng ta nghĩ là biểu hiện trước nay chúng ta nghĩ là cứ phải phản vệ là phải có biểu hiện da niêm mạc không. Thế giờ nếu mà phản vệ thì thông thường là chúng ta chỉ gặp phản vệ có biểu hiện da niêm mạc khoảng 70%, còn 30% bệnh nhân không hề có biểu hiện da niêm mạc. Bệnh nhân có biểu hiện da và niêm mạc thì các chị nhìn lên hình ảnh cháu bé lúc đấy mình chỉ thấy là đấy là biểu hiện da và niêm mạc, đó là phù khuynh, rồi biểu hiện phù nề mà nặng nề nhất là phù nề đường thở, và chúng ta thậm chí không đạt được giống như quả. Thì đấy là những triệu chứng nặng, mày đay mẩn ngứa, phù niêm mạc. Rồi cái biểu hiện thứ hai chúng ta gặp là gì, cơ quan hốc. Thì chúng ta hay gặp nhất là bệnh nhân khò khè thở hít do nó phù nề đường thở, do nó co thắt đường thở, và chúng ta thấy là thở hít giống như trong hen phế quản hay hen tim. Thì chúng tự nhiên chúng ta thấy một bệnh nhân thở hít thì chúng ta phải nghĩ ngay là bệnh nhân có phản vệ không, chứ không phải là bệnh nhân này nào thở hít là hen phế quản cả. Anh chị lưu ý như thế.
thì bệnh nhân co thắt, và sau đấy thì chúng ta đo FPO2 thì nó giảm. Tại sao giảm FPO2 thì ngày gặp thở co thắt đường thở, nhưng mà đầu tiên hay gặp nhất là nó thoát dịch, nó chui hết nước vào trong lòng thế nào, người này giống như một tình trạng của cấp, anh chị thấy nó thoát nước trong. Và thứ ba là triệu chứng về tim mạch thì bệnh nhân có biểu hiện tụt huyết áp, hay là thì bệnh nhân có biểu hiện tụt huyết áp, hoặc là các triệu chứng liên quan đến ngất, tụt huyết áp, nhưng ngất xỉu, tất cả triệu chứng. Một triệu chứng mà chúng ta hay bỏ quên là biểu hiện về cơ quan tiêu hóa. Nó thường là chúng ta ăn hoặc uống gì đấy và chúng ta ăn vào, thế chúng ta thấy là bệnh nhân có biểu hiện về cơ quan tiêu hóa, nhưng mà chúng ta thấy đau quặn bụng, nhưng mà chúng ta không phát hiện được do nhiễm khuẩn, và thì chúng ta nghĩ là có thể là bệnh nhân này đây là gì, thế là. Nhưng mà tuy nhiên là đối với các bác sĩ thì thường hay bị bỏ sót. Các triệu chứng thường xuất hiện sau vài phút cho đến vài giờ, có những trường hợp đặc biệt thì chúng ta tiêm xong một lúc sau thì bệnh nhân bị. Nhưng mà đối với các đường tiêu hóa thì bao giờ cũng bị kéo dài hơn so với đường tiêm. Đây là cái nghiên cứu năm 2016, thì tất cả số liệu này của chúng ta đấy là về các khu vực chưa thấp của bệnh nhân Bạch Mai và các bệnh viện. Thì các chị thấy đối với các trường hợp biểu hiện da và niêm mạc, đó là khi mà biểu triệu chứng ban đầu là màu đỏ, triệu chứng ban khi mà biểu hiện các cơ quan là biểu hiện đầy đủ, thì chúng ta thấy là biểu hiện ban đầu là màu da và niêm mạc thì có khoảng hơn gần 70% bệnh nhân có biểu hiện da và niêm mạc. Cái này nó tương tự các nghiên cứu của Anh, người ta thấy thì khoảng 2-3% bệnh nhân có biểu hiện không có biểu hiện da niêm mạc. Có nghĩa là điều đấy có nghĩa là gì? Nếu không có biểu hiện da niêm mạc thì các anh chị cũng không loại trừ được phản vệ. Thông thường các anh chị nghĩ là gì? Bệnh nhân không biểu hiện da niêm mạc cũng là anh chị loại trừ, đây là không phải phản vệ không đúng. Nhưng thông thường một số trường hợp rất nặng thì lại không có biểu hiện da niêm mạc, có thể nhìn thấy khó thở, tiêm khò khè, thở xít khè, kết quả không có biểu hiện da niêm mạc gì cả. Anh chị chú ý, biểu hiện cơ quan hô hấp thì có ban đầu có 16%, và đến khi mà có biểu hiện đầy đủ thì các bệnh nhân cũng có khoảng 30% bệnh nhân không có biểu hiện da cơ quan hô hấp. Biểu hiện cơ quan về tim mạch thì ban đầu thì có khoảng 12-13% biểu hiện tim mạch, nhưng mà sau đấy thì đến khoảng chỉ đầy đủ những khoảng 5% biểu hiện tim mạch. Thế có nghĩa là gì? Các triệu chứng này nó nếu mà chúng ta dựa vào một triệu chứng nào độc thuộc thì chúng ta không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Cái gì như vậy? Nếu chúng ta rất dễ bị bỏ sót, nhưng nên chính vì vậy chúng ta cần phải dựa vào nhiều triệu chứng. Thế thì nếu mà như trước đây thì chúng ta nghĩ là phản vệ hoặc là sốc phản vệ thì phải có tiêu chuẩn. Thế không phải như thế, chúng ta phải dùng từ phản vệ. Đấy là một tình trạng dị ứng mà từ mức độ rất nhẹ cho đến mức độ rất nặng. Thì mức độ nhẹ là gì? Chúng ta biểu hiện chỉ mày đây mà ngứa thôi. Mức độ rất nặng thì có thậm chí là có ngạt thở thường tuần hoàn, tất cả triệu chứng đấy. Sau đấy suy đa tạng thường tuần hoàn, tất cả triệu chứng. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là phản vệ có đến 70% bệnh nhân không có biểu hiện thay đổi huyết áp gì cả. Đến 10% bệnh nhân có huyết áp tăng. Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào huyết áp thì chúng ta đã bỏ sót 4 phần. 5 phần thì chúng ta bỏ sót 4 thì chúng ta chỉ lấy được 1 phần thôi. Tức là chúng ta bỏ sót về phản vệ rất nhiều. Nên chính vì vậy nên chúng ta không có chờ đến khi tụt huyết áp thì chúng ta mới chẩn đoán phản vệ. Thế nên là chẩn đoán không đúng. Thế nên chỉ chú ý. Thì đối với các triệu chứng tương tự như thế, thường nó xuất hiện rất nhanh. Nhưng mà biểu hiện trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ là hay gặp nhất. Tức là chúng ta thấy là trong vòng 30 phút là đến tỷ lệ trên 5%. Và trong vòng đến khoảng 1 giờ đồng hồ thì nó tầm khoảng 70% bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Các cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta sẽ chia ra các cái hoàn cảnh khác nhau. Thế có một số bệnh nhân có biểu hiện da niêm mạc kèm theo có biểu hiện cơ quan hô hấp hoặc tim mạch, tức là khi đấy chỉ cần biểu hiện da niêm mạc kèm theo một trong hai cơ quan hô hấp hoặc tim mạch thì chúng ta chẩn đoán đấy là phản vệ và tùy mức độ. Thứ hai, như hoàn cảnh thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện của 2 trong 4 cơ quan da niêm mạc, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, thì chúng ta chỉ cần 2 trong 4 cơ quan đấy chúng ta đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán về phản vệ. Vấn đề hoàn cảnh thứ ba là bệnh nhân chỉ cần có sau khi tiếp xúc với dị nguyên có tụt huyết áp thì chúng ta cũng lấy là phản vệ. Nên chính vì vậy nên chúng tôi nói với là chúng tôi gặp một số ca phản vệ sau khi các anh chị can thiệp mạch vành, anh chị trong quá trình can thiệp mạch vành tụt huyết áp, thì thông thường người đến lúc nghĩ đến là đây có thể là một cái tình trạng sốc tim nặng lên hoặc là do chúng ta giảm thế máu vành. Nhưng mà tuy nhiên là trong tình huống đấy chúng ta không lại nhìn được phản vệ và chúng ta hàng đầu cũng nên nghĩ đến phản vệ. Về mục tiêu điều trị phản vệ thì anh chị chú ý là mục tiêu quan trọng nhất của điều trị phản vệ là phải điều trị sớm để nó làm giảm các tình trạng nặng. Và chúng ta luôn luôn nhớ là phản vệ là một tình trạng chứ không một hội chứng, chứ không phải là một bệnh chúng ta chờ đến khi nó đầy đủ tất cả. Nên tình trạng phản vệ cũng là gì? Chúng ta phải ngăn chặn nó từ khi nó tình trạng nó còn bắt đầu nhẹ. Và mục tiêu là gì? Chúng ta điều trị adrenaline sớm để tránh các cái tình trạng gọi là tránh các cái tình trạng nặng của bệnh nhân. Chúng ta nếu mà chúng ta để cho bệnh nhân adrenaline muộn thì dẫn đến các tình trạng như tụt huyết áp, đấy là một trong tình trạng sốc đe dọa tính mạng. Và chính vì vậy thì chúng ta để mục tiêu là để tránh tình trạng đe dọa tính mạng cũng như là
lên kể cả tình trạng sốc rồi nhé. Và đặc biệt chúng ta luôn luôn chú ý là trong cấp cứu phản vệ, adrenaline là thuốc duy nhất có tác dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân, chứ không phải là các, không phải là các cái thuốc khác. Không nên là chính vì vậy là các thuốc mà như kháng histamine, corticoid hiện nay là có chỉ định nhưng không phải là thuốc đầu tiên để chỉ định cấp cứu trong cấp cứu phản vệ. Các chị chú ý như thế. Thế thì cái đường dùng adrenaline thì dùng như thế nào? Đối với chị thì đấy, trước đây thì các chị, một số anh chị lớn tuổi mà trước đây chị thấy là chúng ta tiêm dưới da. Nhưng bây giờ từ năm 2017, thông tư 51 của Bộ Y tế ra đời thì các chị biết là chắc chắn là phải tiêm mắt và truyền nhiễm này, đúng không? Thế chị xem cái hình ảnh này, các chị sẽ thấy là từ năm 2005 thì người ta đã được chỉ định adrenaline ở Anh, người ta chỉ định adrenaline rất sớm. Thế là người ta chỉ định trong trường hợp bệnh nhân khò khè, thở rít, có tiếng rít thanh quản này, hoặc có sốt và liên quan đến biểu hiện của phản vệ, đó là người ta biết đến phản vệ, thì người ta đã cho adrenaline rồi, chứ không phải chờ đến khi như chúng ta lại bị chẩn đoán sốc. Thế chúng ta đến năm 2017 chúng ta mới bắt đầu thay đổi. Và adrenaline tiêm vào người nào? Thì thông thường thì trước đây cũng thế, thì bây giờ thì anh chị nhớ là bây giờ là chúng ta tiêm adrenaline tiêm bắp, đúng không? Chúng ta không tiêm tĩnh mạch ngay từ đầu mà chúng ta phải tiêm bắp. Tại vì sao phải nhắc lại là vì chúng tôi vẫn gặp các anh chị tiêm ở trong tình huống các anh chị tiêm tĩnh mạch, tại vì trong tình huống các anh chị sợ, lo sợ quá hoặc là các anh chị hốt hoảng quá tình trạng bệnh nhân nặng lên, thì lúc đây các anh chị thì đây là một cái nghiên cứu năm 1998, người ta thấy adrenaline nên dùng đường nào, người ta thấy là nếu mà chúng ta tiêm bắp thì cái nồng độ tối đa nó cho khoảng 8 phút là nó đạt nồng độ tối đa khoảng hơn 2000 picogram. Nhưng nếu chúng ta tiêm dưới da thì sau đến khoảng 34 phút sau thì nó mới đạt nồng độ tối đa trong máu, mà nồng độ tối đa thì còn thấp hơn là so với tiêm bắp. Nên chính vì vậy nên là chúng ta phải lựa chọn đường tiêm, chúng ta tiêm bắp. Đương nhiên là các anh chị trẻ tuổi này thì tôi biết là các anh chị không có khái niệm tiêm dưới da đấy, mà chị chỉ có tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch thôi. Nhưng chúng ta chú ý là nếu chúng ta tiêm tĩnh mạch thì nó sẽ dẫn đến các cái hậu quả mà chúng ta tiêm nhanh quá. Thế thì các cái nghiên cứu người ta thấy là đây là hình ảnh tiêm dưới da, thì do là nó tận 120 phút sau là nó quá muộn để chúng ta xử lý phản vệ. Tức là chúng ta tiêm thuốc nhưng chúng ta không đạt nồng độ tốt trong máu, đấy là điều quan trọng. Và khi chúng ta đạt nồng độ trong máu thì chúng ta là quá chậm để nó không đạt được thời gian để điều trị ngay từ đầu, hoặc không đạt được những hiệu quả để ngăn chặn những triệu chứng nặng. Thế thì tiêm tĩnh mạch đối với trường hợp adrenaline, chúng ta chỉ tiêm tĩnh mạch trong một số tình huống đặc biệt, còn trong trường hợp chúng ta không chỉ định là tiêm tĩnh mạch ngay từ đầu. Và đặc biệt nếu các chị chú ý là về hậu quả của tiêm tĩnh mạch, nó dẫn đến hậu quả là rối loạn nhịp tim, một số liên quan nhịp nhanh quá. Chúng tôi đã gặp một số trường hợp thì các chị tiêm adrenaline và dẫn đến nhịp tim nó nhanh lên hơn 200, thậm chí huyết áp tăng vọt lên. Đây là cái trường hợp mà tử vong liên quan đến phản vệ, thì cũng tương tự như thế. Các anh chị thấy là nếu mà như hình ảnh lúc nãy chúng ta biểu hiện là như hình ảnh các nghiên cứu thì chúng ta cũng tương tự như thế. Một số tình huống là đường tiêm thì có thể xảy ra phản vệ ngay, nhưng các nghiên cứu ở nước ngoài thì tỷ lệ tử vong liên quan đến phản vệ thường xuất hiện trong vòng 2 đến 20 phút là tỷ lệ gặp nhiều nhất. Nên chính vì vậy nên chúng ta tiêm thuốc bất kỳ thuốc gì, chúng ta cho bệnh nhân uống bất kỳ các chất gì và chúng ta dùng bất kỳ các chất gì mới cho bệnh nhân, chúng ta lưu ý cái thời gian này là thời gian cần phải quan sát, thời gian cần phải theo dõi chặt chẽ. Cái này để cái mà cái chính là thông tư 51 đấy. Cái này là cái mà giáo sư Tuấn ở khoa hồi sức tích cực, thầy Tuấn cũng đã triển khai tập huấn cho viện tim mạch về cấp cứu phản vệ rồi. Tuy nhiên là khi mà tập huấn rồi thì chúng tôi thấy là có thể là cái người tập huấn là các anh bác sĩ, anh chị bác sĩ, cái người thực hiện là các bạn mới, nên là các bạn nhiều khi các bạn này xử lý theo nó không chưa phù hợp trong những tình huống, hoặc thậm chí các bạn xử lý đúng rồi nhưng anh chị ghi trong hồ sơ cũng chưa đúng. Thì khi trong hồ sơ nó chưa đúng, có nghĩa là anh chị chú ý là khi mà một số tình huống mà chúng ta ghi, anh xin lỗi, anh chị ghi chung chưa đúng thì là vì cái này nó bị phản ứng website.
chưa đúng thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả là khi mà lập hồ sơ ra đây là một lần tập huấn lại để cho mọi người các bạn chúng ta phải chú ý là đây là luật đến như thế bây giờ. Thế thì thông tư này các chị chú ý là tất cả các cái cơ sở, tất cả các đơn vị chẩn đoán về hướng dẫn về chẩn đoán xử trí và phòng và xử trí phản vệ áp dụng cho tất cả các nhân viên hành nghề y tế chứ không riêng gì bác sĩ hay điều dưỡng nào. Và phản vệ lúc nãy nói được thế thì cái quan trọng nhất đối với phản vệ thì theo thông tư 51 thì đầu tiên người ta phải nghĩ đến phản vệ. Thế làm thế nào để nghĩ tốt nhất đến phản vệ? Chúng ta chỉ nghĩ tốt nhất đến phản vệ khi mà chúng ta luôn luôn trong đầu có khái niệm về phản vệ. 7-8 năm trước anh học chủ tịch hội đồng quản trị Hùng Vương ấy, anh rất sợ bệnh nhân phản vệ. Anh sợ đến mức mà anh bẻ thuốc adrenaline để sắp lên xe tiêm. Nhưng không biết tiêm thế nào. Nhân viên Hùng Vương không biết tiêm thế nào, lúc đấy 7-8 năm trước không biết tiêm thế nào. Thế khi mà bác sĩ Tuấn ở trong một ở đấy, bác sĩ học trong một thì Tuấn có nói chuyện thì chúng tôi trao đổi thì chúng tôi đưa cái phác đồ của giáo sư Nguyễn Gia Bình lên. Thì lúc đấy thì anh học anh rất thú vị là tiêm. Lần đầu tiên là năm 2013, cuối năm 2013, quê năm 2013, đầu 2014, có một bạn điều dưỡng tự tay tiêm adrenaline cho bệnh nhân bị phản vệ trong bệnh viện và được thưởng tháng lương. Một bạn điều dưỡng hay là khi công chức phản vệ. Cái gì nhưng là lúc đấy nó thay đổi như thế, có là chúng ta nhưng mà sợ đến mức mà không dám tiêm. Và đến lúc phải là người lãnh đạo bệnh viện, chủ bệnh viện phải bảo là phải tiêm đi là cho phép tiêm thì mọi người mới dám. Thế thì hình như là đấy là một trong cái mà điểm mà ngay từ đầu người từ Hùng Vương họ làm tương đối tốt. Họ làm ngay từ đầu như thế, nên chính vì vậy đến năm 2017 được ban hành thông tư thì toàn bộ bệnh viện gần như là họ đã nắm rõ. Và trong toàn bộ thời gian vừa rồi thì tất cả những ca phản vệ bệnh viện luôn có những ca rất nặng nề và chúng tôi phải làm thêm một nhân tạo, nhưng mà tất cả bệnh nhân không nên làm tử vong nhưng mà phản vệ. Đó là một cái điều rất là thú vị. Thế thì các cái tình huống lâm sàng điển hình là như lúc nãy tôi nói các anh chị rồi đấy. Đó là thứ nhất là bệnh nhân có biểu hiện của da và niêm mạc trong mới là có hai trong một trong hai cơ quan có hoặc tiêu hóa lên tuần hoàn. Tình huống thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện của hai trong bốn cơ quan da, niêm mạc, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa. Tình huống thứ ba là bệnh nhân chỉ cần thử ra các lượng thứ hai gặp một trong ba tình huống như thế thì chúng ta chẩn đoán phản vệ từ các chị. Thế thì chúng ta hay gặp nhất là chúng ta tiêm thuốc xong bệnh nhân tụt huyết áp. Nếu các chị tim mạch thì chúng ta không phân biệt đấy là có phải sốc phản vệ hay không, hay là sốc tim, đúng không? Các chị không phân biệt đấy có phải sốc phản vệ hay sốc nhiễm khuẩn thì chúng ta biết là sốc nhiễm khuẩn không bao giờ nó nhanh như thế. Mà nếu có sốc phản vệ nặng thì các chị không chú ý là các chị có thể cho adrenaline được. Các chị thấy sốc tim nặng, các chị sốc tim rất nặng, các chị duy trì dopamine, dopamine, adrenaline, cuối cùng các chị thấy là nhìn nặng quá, chị lại cho adrenaline được, đúng không? Tại chúng ta không có chống chỉ định gì cả. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đến cái chuyện là chúng ta nên đặt ra một thái độ là phản vệ thì chúng ta phải đảo ngược từ ngay. Chúng ta cho adrenaline sớm hơn có tốt hơn không? Câu hỏi luôn luôn là như thế. Thế đấy là một cách. Thì đối với trong tất cả tình huống chúng ta luôn luôn đặt ra vấn đề là cái này xử lý sớm thì có tốt hơn cái kia xử lý muộn không? Thế nên tại vì nếu chúng ta nghĩ theo hướng là thông tin thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải cần mất rất nhiều thời gian để chúng ta làm chẩn đoán, chúng ta theo dõi có phải là do bệnh mạch vành hay không, chúng ta phải do viêm tim hay không. Và lúc đấy hậu quả là gì, chúng ta chờ và bệnh nhân tình trạng có thể là sẽ nặng lên. Nên tôi nghĩ là trong tình huống như thế các chị nên chọn một giải pháp chúng ta cần phải loại trừ phản vệ trước. Nếu chúng ta cho tiêm adrenaline tiêm vào máu thì sau bao lâu có tác dụng ạ? Sau bao lâu? Trừ tiêm huyết ra, adrenaline là thuốc vào máu có tác dụng ngay lập tức đúng không? Sau bao lâu thì đạt được mồ tối đa? Thì chứ adrenaline là có tác dụng ngay lập tức.
và sau 2 đến 5 phút thì đạt được độ tối đa trong máu. Thế thì sau 5 phút là được độ tối đa trong máu, nhưng là nếu mà chỉ tiêm cho bệnh nhân thì sau 5 phút thì đạt được độ tối đa trong máu hoặc là bệnh nhân có đạt hiệu quả hoặc là không hiệu quả thì bệnh nhân hết thì đây tiếp tục là tác dụng nhanh, đúng không? Thế thì nếu nó hết điều trị, nếu có tác dụng phụ thì chúng ta không có nám này lo ngại được, chúng ta tiêm tích bạch chúng nó gì được hết, là nhìn nhanh, nếu là nhìn nhanh nó không nói. Thế có nghĩa là gì? Anh chị nên chú ý một cái giải chúng ta cần phải tiêm adrenaline sớm nên chúng ta nghĩ đến phản vệ và chúng ta cần phải loại trừ phản vệ trong mọi tình huống. Cũng tương tự như cái chuyện nãy ở bệnh viện Hùng Vương thì sau khi mà cái sợ phản vệ đến mức như thế cũng nghĩ đến phản vệ, nhưng mà đến bây giờ thì cái cũng sợ phản vệ, nhưng cái phòng phản vệ bằng cách là gì? Anh cái tập huấn cho nhân viên ai cũng có thể xử lý được phản vệ, cái đấy là điều quan trọng nhất. Và thứ hai là hàng ngày thì trên cho tiêm thì người ta cũng bẻ sắt adrenaline để không ai không có phản vệ thì người ta xử lý sớm nhất có thể. Không tương tự như bệnh viện các bệnh viện khác cũng tương tự bây giờ thì tương nhiên nó dễ hơn rồi. Đối với các bác sĩ tim mạch có sự hồi sức thì nó cũng dễ, nhưng đối với các bác một số các bác sĩ mà họ ít làm những khối cấp cứu thì thường là chúng ta hay bị bỏ sót phản vệ, chúng ta nhầm lẫn với phản vệ các nguyên nhân khác. Chúng ta trong phản vệ thì các chị chú ý là sốc thì chúng ta chia lại mấy loại, sốc thì phân thành mấy loại gồm những sốc miệng, sốc làm thể tích, sốc tim đúng không? Thứ ba là sốc tái công bố. Tái công bố gồm sốc nhiễm khuẩn và sốc phản vệ. Thứ tư là sốc tắc nghẽn nhau, đặc biệt bằng tim cấp, ép tim cấp hoặc là đặc tính bằng phổi hoặc là nhồi máu phổi diện rộng. Thế thì chúng ta thấy nếu mà như thế thì chúng ta loại trừ sốc phản vệ, sốc dễ giảm thể tích cũng rất đơn giản. Chúng ta thấy là bệnh nhân loại trừ sốc dễ giảm thể tích cũng đơn giản. Chúng ta loại trừ sốc cho sốc tim thì chúng ta cũng có không quá khó đối với các bác sĩ tim mạch. Chúng ta loại trừ sốc tái thân bố là chúng ta phải biết là tái thân bố này do nhiễm khuẩn, do phản vệ hay là do nguyên nhân khác, ví dụ như viêm tụy cấp, cái cao tư thì đấy là những cái. Thế thì tùy vào các triệu chứng ban đầu mà chúng ta cũng đặt ra giả thuyết để chúng ta phân biệt, là chúng ta luôn luôn chẩn đoán phân biệt. Thông tư theo thông tư 51 thì phản vệ chia thành 4 bộ. Thì đối với lần đầu tiên khi mà giáo sư Nguyễn Gia Bình viết cái phác đồ và các thứ phản vệ ban đầu ấy thì có rất nhiều tranh luận giữa cái việc bên dị ứng và bên phối cấp cứu ở hồi sức. Thì mọi người đặt ra gì? Đối với các thầy thuốc hồi sức cấp cứu thì người ta luôn luôn phát hiện là phản đáng nặng sớm nhất, nhanh nhất có thể để làm giảm tình trạng nặng. Và khi đó thì mình đấy là tầm mức độ nhẹ, mức độ nặng và mức độ nguy kịch. Các chị chú ý này, không có cái khái niệm là mức độ trung bình, đúng không? Thế hỏi tại sao thầy lại không đặt cái khái niệm mức độ trung bình? Thầy bảo nếu chúng ta đặt trung bình thì chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ chủ quan. Mà đúng thật nặng thật, vì đối với các anh chị nhìn lên mày tay khó thở là nặng rồi, thì có cần gì phải là đấy đâu. Thế đây chị thầy đặt, nhưng mà sau khi mà trước khi thông qua thì bộ đưa ra cái cả cách thành một cái khái niệm gọi là độ 4, tức là đây là đề xuất của giáo sư Nguyễn Văn Đoàn ở những thế này là nó bảo 4 độ này thân này. Thì độ 4 thì các anh chị biết là cấp cứu người nào cũng nói rồi, anh chị ở đây ai cũng bác sĩ tim mạch biết. Thế thì rõ ràng là chúng ta có 3 độ thôi. Ba độ là chúng ta cần phải là mày đây mày ngứa là mức độ nhẹ, nhưng chúng ta hay gọi dị ứng thông thường. Thế là độ 2 là bệnh nhân biểu hiện có kiểu mày đây mày ngứa, có khó thở, có đau bụng, hiển chảy tụt huyết áp rất chưa nặng. Nhưng độ 4 là có mức độ nặng, đó là mức độ biểu hiện về hô hấp nặng giống như ngạt thở, mức độ nặng về ý thức nó là tâm thức, đúng không? Mức độ nặng về tụt huyết áp nên là độ 1, độ 3 là mức độ ở độ 3 là nặng, chắc là mức độ 3 thì cũng nên nhìn. Chúng ta rất hay gặp là gì? Bệnh nhân tụt huyết áp, kiệt các thứ trước đây chúng ta gặp là sốc. Thế thì cái thông tư nó mức nó hơn tất cả các cái thông tư lần trước là gì? Thứ nhất về nguyên tắc xử trí là xử trí sớm và theo dõi liên tục trong 24 giờ tại khoa cấp cứu, đấy nhất là như thế. Và thứ hai nữa là nguyên tắc thứ hai là tất cả các nhân viên y tế đều phải cấp cứu ban đầu phản vệ. Nó khác hẳn là trước đây là chỉ bác sĩ, đúng không? Phải chờ bác sĩ ra y lệnh, nên là các chị chú ý là tất cả các nhân viên y tế. Và thứ ba nữa là khẳng định adrenaline là thuốc thứ nhất đầu tiên có tác dụng trở nên. Thế các trong như này thì có một chi tiết các chị chú ý là đối với người có sắc tiền sử phản vệ thì nhân viên y tế mà mang theo và mà không phải là nhân viên y tế cũng mà có người đi mang theo mà biết người ta có phản vệ và có adrenaline, tại đây thì được phép thêm adrenaline, cho phép thêm adrenaline mặc dù đấy người đấy không phải nhân viên y tế. Tình huống đấy đã xảy ra nếu một chị điều dưỡng ở khoa thần kinh, chị đi siêu thị thì chị phản vệ để thường xuyên,
Thế mà phải chuyển chuyển vào khoa hồi sức tích cực là vì lý do bản vệ. Thế chị đi siêu thị thì chị mới hít phải cái phân hoa cái gì đấy, chị lên cơn khó thở. Và chị nói anh chồng là tiêm cho em adrenaline. Chị vừa nói vừa thiều đó, anh chồng bảo tiêm adrenaline, anh đã tiêm bao giờ? Anh mà không tiêm em chết. Em chết em lấy vợ khóc. Thế thì các bạn vệ đối với tình huống như thế thì rõ ràng là người không phải nhân viên y tế nên được phép tiêm adrenaline hay là luật đúng không? Hay là thành thông tư là cái thực tế do. Thế giới. Thế adrenaline sau bao lâu thì chúng ta nhắc lại? Và chúng ta nhắc lại đến khi nào? Thì sau 3 đến 5 phút thì chúng ta phải tiêm nhắc lại. Nếu chúng ta nhắc lại mà chúng ta cũng đạt hiệu quả thì chúng ta lại tiếp tục nhắc lại. Mà chúng ta nhắc lại đến khi nào hết các triệu chứng. Tức là khi mà những bệnh nhân khó thở thở rít, chúng ta cấp cứu là bệnh nhân đỡ khó thở đỡ thở rít mà dần ra phản vệ. Tuy nhiên là chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, không phải là chúng tôi có một trường hợp như thế. Là một bác 60 tuổi, 70, có gần 70 tuổi. Tiền sử là nhồi máu cơ, người ta có đường tăng huyết áp. Bệnh nhân bị vào viện vì suy thận nặng nên hơi khó thở, nhiễm khuẩn huyết. Điều trị mấy hôm đỡ đỡ sốt thì hôm đấy thì bắt đầu chuẩn bị sốt lên rét run run còn gặp. Và nhạy cảm nhiệt độ thì chưa rét hay chưa sốt. Nên đang hoạt máu liên tục, đang chạy thận. Đang chạy thận nhân tạo. Chúng tôi nghĩ là phản vệ thì mình nghe bệnh nhân đang chạy thận một lúc thì bắt đầu thở rít lên. Không phải chỉ phản vệ. Thế bạn cho adrenaline đi. Nhưng mà nếu trong trường hợp đấy thì không phải phản vệ nên huyết áp nó tăng lên gần 200. Nếu mà chúng ta biết là rõ ràng nếu giả sử như mà phản vệ thì huyết áp nó không bao giờ nó tăng vọt lên như thế là nó cứ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên là chúng tôi biết là cái này không phải phản vệ nên là sau đấy không tiêm nhắc lại nữa mà theo dõi và xử trí như một cái cơn khó thở suy tim. Và càng gắng sức, thì càng khó thở, càng tiếng hít lại thì càng to lên. Thế là đấy là một trong biểu hiện của khi khó thở liên quan gắng sức của bạn. Và sau khi một lúc nửa tiếng sau thì nhiệt độ tăng lên, nên là lúc đó bắt rất rất run, người nó ấm lên là không run nữa, không run nữa, không gắng sức nữa thì cái đáp tự nó tụt xuống. Thế tại đây mình xử lý các thứ như mình đấy là nên phân biệt là
nếu mà không phải phản vệ anh chị cho adrenaline với áp suất tăng vọt. Còn nếu mà anh chị thấy phản vệ chắc chắn thì cho phải cho adrenaline với áp mới cải thiện được, kể cả trong đường một cao huyết áp thì bệnh nhân mà khó thở thở dít cho phản vệ cho adrenaline thì nó sẽ hết. Nên chúng ta chú ý là khi cho tình trạng chúng ta nhắc lại cái khi tình trạng lâm sàng này được cải thiện không. Các cái thuốc khác thì hiện nay là anh chị biết là ví dụ là thuốc quý là chưa chứng minh là người ta chưa biết là nó có hiệu quả từ lúc nào, người ta chỉ biết là có nó làm giảm khá muộn thôi, chưa biết có hiệu quả từ lúc nào. Còn kháng vitamin thì khi mà bệnh nhân nặng, các khi bệnh nhân có biểu hiện sốc rồi các khu khó thở thì nó không có tác dụng, mà chúng ta chỉ có tác dụng trong thở mày đây mà nhớ là phản vệ độ một đấy, chị chú ý như thế. Một số tình huống đặc biệt nên chúng ta một số tình huống đặc biệt nhưng mà phản vệ trong gây mê gây tê thì thường là chúng ta sẽ rất khó để chẩn đoán phân biệt giữa cái phản vệ do thuốc mê thuốc tê. Thì trong đợt vừa rồi chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân và tại khoa thì chúng tôi có một trường hợp là sau khi mà đặt catheter tiến hành chúng tôi ở bên đùi để lọc máu thì chúng tôi thấy bệnh nhân khoảng nửa tiếng sau bệnh nhân tụt huyết áp. Thì nếu mà thông thường thì chúng ta phải nghĩ đến là có độc lidocaine đúng không, chúng ta gây tê. Tuy nhiên liều lidocaine rất ít mà chúng ta thấy là thế thì xử lý như ngộ độc lidocaine có thể cho lipid rồi cho chuyển dịch các thứ nhưng mà không cải thiện và sau này duy trì adrenaline. Thì trong tình huống đấy chúng ta sẽ nên nhầm lẫn, hoặc là rất nhiều trường hợp như bệnh viện, các bệnh viện tỉnh họ vừa chuyển đến chúng tôi lần vừa lần trước Tết có khoảng 4-3 bệnh nhân, tức là người ta tiêm vaccine sau khi mổ xong, mổ đẻ xong khoảng 1 tiếng đồng hồ xong người ta bắt đầu đóng ra lúc tại thời điểm khác nhau, thì người ta tiêm vaccine xong lúc đấy thì bệnh nhân tụt huyết áp. Nhưng phần lớn trong lúc đấy bệnh nhân đang gây mê nên bác sĩ thường là cứ nghĩ là do tụt huyết áp nên đang thuốc mê và thường là xử lý ban đầu chậm. Nên chính vì vậy chú ý là trong tình huống ngộ độc một số tình huống này chúng ta hoặc chúng ta đang thở máy các thứ gì đây các triệu chứng về thở hít các khúc cò thì chị chú ý đấy là dễ bị nhầm lẫn trong ngộ độc thuốc mê và thuốc tê. Một số tình huống chúng ta có một đồng nghiệp ở bệnh viện nhiệt đới trung ương này mất cái này khoảng 3 năm thì anh ấy uống các hành trình rất nhiều thuốc thuốc huyết áp nhưng anh vào trong tình trạng là huyết áp và nghi ngờ là ngộ độc đầu tiên là nghi ngờ nhồi máu cơ tim nhưng sau đấy thì tin chậm thì nghi ngờ là ngộ độc bị đa cao cả nên rằng đến lúc mà anh ngừng tim lâu rồi thì sau đấy thì có làm tim phổi nhân tạo nhưng tuy nhiên là không qua được. Nhưng tình huống như thế thì chị cần chú ý này, chạy bê tai đau giảm mà trong tình huống và chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể điều trị nó phù hợp hơn. Thế hôm vừa rồi thì chúng tôi cũng có gặp một trường ngộ độc cái thuốc mà amlodipine. Có một bệnh nhân nữ ở 43 tuổi ở bệnh trên Vĩnh Phúc là Phú Thọ gì đấy thì cô ấy vào cô ấy ở nhà cô ấy mất ngủ thì cô uống amlodipine. Thì cứ uống khoảng mấy viên nữa bắt đầu nó cứ tích lũy liều dần trong khoảng 2-3 ngày thì sau vào viện tỉnh làm trong tình trạng tụt huyết áp. Tụt huyết áp thì các bác sĩ ở đấy họ cũng rất là nhạy bén, họ chẩn đoán là ngộ độc hết trợ canxi và họ cho canxi cho các thứ nhưng mà nó không cải thiện, sau đấy phải chuyển khoa hồi sức tích cực để phải làm ECMO. Thế là đấy là một trong tình trạng rất nặng. Thì trong tình huống thì đây chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa phản vệ với ngộ độc, thế đấy là ngộ độc cái thuốc chạy tình trạng chạy tình canxi. Thì chúng ta biết là nếu mà trong tình huống đặc biệt mà có kèm theo là phản vệ với cái thuốc đấy thì chúng ta cũng không biết được, đúng không? Thì vì tại vì tổng liều có 8 liều tất cả trong 2-3 ngày nhưng mà loại chỉ biết cái cả sự tính năng thì rõ ràng là đúng là phù hợp với một cái biểu hiện của một cái thuốc quá liều thì không liên quan đến thuốc chạy kinh năng gì thì mà được. Thế thì trong trường hợp thuốc tê thì chúng ta chú ý là người ta cho những dịch lipoprotein hoặc là intraprotein này tất cả là để chị chú ý. Các thuốc cản quang thì nó có cái đặc biệt của thuốc cản quang là ngộ độc thuốc cản quang phản ứng với thuốc cản quang thì nó có hai tích, có một số trường hợp là phản vệ nhanh, một số trường hợp phản vệ muộn, tức là nó phản vệ. Tức là chúng ta thế chính vì vậy là thuốc cản quang nó có một cái cách tiếp cận khác phản vệ. Tuy nhiên trong tình huống bất kỳ tình huống nào thì việc đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến phản vệ để chúng ta loại trừ phản vệ. Cái thẻ dị ứng này thì cũng là cái mà chúng ta cần có đối với bệnh nhân. Nhưng mà có một chi tiết này tôi sẽ phải nói với các anh chị là trước đây thì anh chị nghĩ là tất cả thuốc vào đều phải test, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng đều phải test. Nhưng nếu theo thông tư 51 này thì chúng ta có được test không ạ? Có được test hay không ạ? Đây họ đây phải hỏi là được test chứ không phải test nhé. Đây không thử test phản ứng cho tất cả không thử phản ứng thuốc cho tất cả các trường hợp trừ có chỉ định
theo quy định tại điều 2 tài khoản 2 dưới đây. Tức là gì? Chúng ta chỉ thử test cho trường hợp nào có sử dụng thuốc hoặc gì nguyên mà người đấy đã có tiền sử dụng hoặc liên quan cùng nhóm hoặc các phản ứng chéo. Thế thì chú ý là gì? Nếu chúng ta thử test cho bệnh nhân, chúng ta ghi vào trong bệnh án thử test là chúng ta làm sai. Chúng ta làm sai. Nếu mà chúng ta thử test rồi mà chúng ta đọc thì chúng ta rõ ràng là chúng ta không được đào tạo về thử test mà chúng ta vẫn đọc. Thế thì đúng không? Thế có phải nếu mà thử test là phải cấp chứng chỉ đọc test chứ? Thế bây giờ thử test có nghĩa là nói cho vui thôi, nhưng mà thế nếu thế có nghĩa là cái người mà phải chịu trách nhiệm về thử test là phải bác sĩ dị ứng. Thế phải chúng ta. Nên chính vì vậy là chúng ta chú ý là chúng ta không thử test vì tại vì vẫn chưa có thói quen là ở bệnh viện Thái còn thử test không xin không? Có. Có ai vào vừa bảo có chưa ạ đi? Em ở đâu? Người chú tim mạch à? Thế ra thì sao thử test cho bệnh nhân yên tâm? Thế sao trả lời là thử test cho bệnh nhân yên tâm được? Thử test đây nhá, ghi rõ này, thử test thông tư 51 ban hành từ năm 2017 không thử test cho tất cả các thuốc trừ. Thế thì có nghĩa là gì? Em có chứng chỉ thử test không? Không có. Mình không có trách nhiệm về thử test không chứ. Phần thứ hai là không trả lời là thử test cho yên tâm được. Đấy là cái điều quan trọng. Đấy là các bạn chú ý, các bạn phải có trách nhiệm giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là bất kỳ cái gì cũng có thể xảy ra cả. Và đây là quy chế là không phải thử test thì thế này nữa. Đấy gọi là vai trò của là công tác gì ạ? Truyền thông giáo dục. Đấy là nó một trong những nhiệm vụ là truyền thông giáo dục về các cái chính sách. Các bạn không phải là gì, các bạn thử test cho bệnh nhân yên tâm là được. Cái phác đồ này là phác đồ đã viết từ năm 2013, các bạn sơ đồ này đã viết từ năm 2013 nhưng tận đến năm 2017 hơn 40 cuộc họp với ban hành được thông tư, hơn 20 năm mới thay đổi được một cái thông tư, gần 20 năm 1999 đến 2017, 18 năm mới thay đổi được. Thì đây là cái mức độ đánh giá mức độ nặng, đây là sơ đồ tóm tắt. Còn các dự phòng đương nhiên là các bạn chị các bạn biết rồi. Thế thì trong trường này các bạn thấy là phản vệ, đầu tiên là phải tóm tắt lại, phản vệ là một phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng này thì tùy từ các mức độ nhé, từ rất nhẹ cho đến mức độ rất nặng, đúng không? Nó xảy ra từ vài phút cho đến vài giờ đồng hồ. Việc thứ hai nữa, phản ứng dị ứng này biểu hiện bốn cơ quan mà chúng ta cần quan tâm để chẩn đoán, là các triệu chứng để chẩn đoán là triệu chứng về da niêm mạc, triệu chứng hô hấp, triệu chứng về tuần hoàn, triệu chứng về tiêu hóa. Về thái độ xử trí thì chúng ta phải phân loại mức độ nhẹ, nặng và mức độ nguy kịch. Nếu chúng ta mức độ nhẹ thì chúng ta chỉ cần đơn giản xử lý như mày đây phản ứng bình thường. Mức độ nặng và mức độ nguy kịch thì chúng ta phải xử trí adrenaline là thuốc duy nhất và tác dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân, đúng không? Thế thì vấn đề thứ ba nữa là chúng ta về vấn đề dự phòng, đó là chúng ta chú ý dự phòng là hoặc là chúng ta không có thử test trong bất kỳ trường hợp nào. Về vấn đề người thực hiện cấp cứu phản vệ thì so với trước đây là chỉ bác sĩ, thì chúng ta biết là bây giờ không phải là bác sĩ mà bây giờ là tất cả nhân viên y tế, thậm chí là người biết người và bị phản ứng rõ ràng rồi mà khi mà không có người nào làm cùng, khi mà người đi cùng người ta có sẵn thuốc ở đấy adrenaline thì người ta cũng được phép tiêm adrenaline để cấp cứu bệnh nhân. Đấy là những điểm chính của phản vệ. Còn về vấn đề cấp cứu ở về nhiễm khuẩn thì tôi nghĩ là sốt nhiễm khuẩn thì chắc phải xin ở bên bộ môn tim mạch một buổi nữa, và buổi nào đấy thì lên mời các bạn các chị lên phòng sốt nhiễm khuẩn buổi chiều thì tôi sẽ bố trí một buổi trừ chắc tuần sau thì